Ngày 15 tháng 1, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì lễ trao quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Mai Hữu Quyết, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Phan Văn Mãi nhận xét ông Mai Hữu Quyết là cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, có năng lực, đã thể hiện thông qua quá trình làm việc, cũng như có đóng góp cho công việc, nhất là cho Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm đào tạo các nhân tố trẻ để thử thách qua nhiều môi trường, từ đó xem xét phát huy sau này. Vì vậy, đồng chí mong muốn ông Mai Hữu Quyết xây dựng tâm thế tiếp nhận nhiệm vụ mới, tiếp tục trau dồi kiến thức, năng lực, xây dựng các mối quan hệ để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Với thành phố Thủ Đức, đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy theo tình hình chung và nghị quyết 98 của Quốc hội. Từ đó, phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2024. Nhận nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, Mai Hữu Quyết, nhìn nhận, nhiệm vụ mới có những áp lực, khó khăn nhất định, nhưng đây cũng là cơ hội để ông rèn luyện, phấn đấu. Ông Mai Hữu Quyết hứa tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, cùng tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức xây dựng khối đoàn kết, chung sức đồng lòng phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cho nhiệm vụ của mình.